Bye.
cùng xa xôi cách trở, tưởng không bao giờ có thể gặp em đâu.
sinh ra sống gánh chịu nhiều luân lạc giữa phong trần. Dẫu biết rằng khổ đau mới chính làm thực phẩm để nuôi dưỡng tâm hồn, nhưng ai biết được cơn đau dẫn mình xe ruột thân xác hao mòn cho tâm trí được lớn khôn. Xin tâm ta một tâm tình trí ngộ, được anh đem tâm sự để giải bài. Như ba nhà đem máu tim rướng cung bật lên dây, em dám thẹn nhàn tay chung tử. Ôi phút giây tương tri làm sao, ngàn năm dễ kiếm đây phím tơ xin nâng, cùng ai niềm riêng gởi đau. Được bao phùng tri ấm lời đêm nay chắc rơi đau buồn. Rồi mai đây chia xa đường ngược xuôi thêm ấm canh trường, lửa mắt nhìn nhau ấm lòng sương gió, từng tia nắng hồng hơn bọt rượu trào sôi. Xin hãy đem tâm tình mà giải tỏ, em đã dọn lòng mà trịnh trọng lắng tai nghe. Nước mắt buồn chảy vào trong mạch, như nụ môi hồng đang bị lá sương che. Bye.
toàn vui, kẻ hơn được sống cuộc đời đau thương. Nhưng niềm mơ thiên đường chính là nghị lực chịu nghe buồn đau thêm. Lót quá vậy bà. Trời ơi, mày không biết hả? Cô Thúy cháu của ông cả yểm đó. À, phải rồi. Gì phải rồi? Phải rồi làm sao? Bộ anh có quen với cổ hả? Quen sao được, quen. Chẳng vậy nè, mấy bữa trước á, tôi gặp cổ dưới bến đò á. Nghe bà con họ nói cổ là cô Thúy ở Sài Gòn xuống thăm bác. Trời ơi, tôi vậy quen với con chủ điền. Còn lâu á. Còn lâu, không lâu đâu. Thôi mày Nhân ơi, lo cấy lo hái đi. Tao coi bộ hai đứa bay nói qua nói lại một hồi chắc có chuyện quá. Gần ngày đám cưới rồi, để cho tao ăn đầu heo ý chứ. Không phải đâu bác ba ơi, tánh Nhân kỳ lắm. Tôi sao kỳ? Có em kỳ á. Tôi làm sao kỳ? Còn phải hỏi nữa. Vậy chứ cô Thúy nào ở tận Sài Gòn, cổ mới xuống đây. Làm sao tôi biết tôi quen mà cô gây sự. Nhưng mà tôi không chịu. Anh đừng có nhắc đến tên này. Nhất là quen với mấy cô son phấn tùm lùm tôi không có ưa. Nhân ơi thật là tao chán cho hai đứa mày. Vài bữa tới ngày nhà đám nói, giờ này còn đứng ở đâu co. Nãy giờ có chân bác ba, bác thấy khi khổng khi không cô tâm kiếm chuyện chọc khùng với tôi, làm cho cả ba hết vui. Tại ai? Tại ai đâu phải tại tôi. Như cô gái đẹp mắt nhìn lom lom, rồi bây giờ anh gây với tôi nữa phải không? Trời ơi là trời. Gì mà kêu trời, ức lắm hả? Anh ấy ơi. Trời ơi, gì mà cô kêu la điếng hồn lên vậy cả. Lát nữa giùm tôi mau đi. Để tôi chạy đẳng coi chuyện gì vậy. Đừng đi anh Nhân. Trời ơi, chết tôi rồi bắt giùm. Trời. Gì đó, bắt cái giống gì, ở đâu? Còn hỏi nữa, chỗ này nè. Đâu, chỗ nào, đâu? Trời ơi, chỗ luôn. Đâu? Trời ơi, chỗ bắp chuối nè, mau đi. Trời đất ơi, rắc rối nữa rồi. Trời đất ơi. Đâu, nè. Trời ơi. Thấy rồi. Cô đứng yên đi, đứng yên nha. Trời ơi, tôi sợ quá à. Cô rung mà, trời đất ơi. Nè. Đó. Trời ơi, thôi, không được đâu. Nè, bây giờ tôi nhờ anh làm ơn lấy chiếc xuồng ba la. Gì vậy? Đưa tôi về nhà lập tức. Trời đất ơi, chắc nó thấy khách Sài Gòn mới xuống nhà quê nên đĩa nó đeo làm quen chớ gì. Nè, tiện đây xin phép được hỏi cô về thế này chừng bao lâu hả? Tôi xuống đây bắt người bác. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
quen là gặp con gái hay đàn bà, tôi hay mỉm cười để xả giao. Còn cô ấy thì nhà cô. Sao mỗi lần gặp tôi cô có vẻ buồn, cô làm như cô giận cô. Có đâu, nhà cô đó cô có cái tánh là hơi khùng khùng, nếu có gì xin cô bỏ qua. Trời đất, anh nói làm sao? Mặt mày cũng sáng láng như vậy mà khùng sao? Dạ khùng thì không phải khùng, mà như cô có cơn á. Trời ơi, tội nghiệp dữ không á. Dạ. Anh Nhân à? Dạ. Tối nay anh có rảnh không? Dạ chi cô? Tôi muốn nhờ anh chút việc. Dạ thưa cô, việc chi à? Nếu anh rảnh, tôi nhờ anh chèo ghe đưa tôi xuống Dàm Láng thăm dì Sáu tôi. Nhân tiện mình đi dạo mát luôn thể. Dạ thưa cô, kể ra thì đời sống nông dân đâu có mấy khi rảnh rồi. Sáng thì đi cấy, đi cày, chiều tưới cày, tưới rau, tôi còn lo dân câu soi cá, nhiều lúc nửa đêm dưới dần trăng tỏ, còn lo chè tre bệnh gió đương xa. Một kiếp cần lao biết mấy người nhọc nhằn, quanh năm chỉ thấy bùng lầy nước đồng, quen đói nghèo già chịu đừng cánh lầm than. Vui khi nhìn đồng lúa đậm bông, mừng khi thấy vườn cây sai trái, đôi cánh tay tạo nên bó rào thước dài và giọt mồ hôi đổi lấy bát cơm lành. Nắng hà chang chang đông giá buốt, thương người lao lực giữa đồng xanh. Dạ thưa cô, bởi cô chưa từng quen cảnh đắp bờ dưới cơn nắng cháy, và chắc không chịu nổi cảnh chở mã dưới trời đông cắt ruột. Cho người dân quê như tôi thì chỉ lấy ruộng nương làm lẽ sống, mến yêu từng bụi lúa bờ tre. Đói thì dùng cơm gạo bắp khoai, khát thì uống nước sông nước giếng. Gai với tay cùng vui cảnh chân bùng tay lắm, và mến thương nhau qua tiếng câu hò. Cô về đây thăm viếng làng quê, chắc cũng thấy tâm hồn thơ thơi. Vài bữa nữa mời cô qua ăn cơm gạo mới, tôi đãi khách Sài Gòn bằng cơm gạo nàng hương. Cảm ơn anh, để vài hôm nữa tôi sẽ qua ăn cơm gạo mới với anh. Nè, nhớ chiều nay chèo ghe qua rước tôi nha. Tôi về à. Đó, thấy chưa? Kìa, em Tâm, em đứng sau lưng anh hồi nào vậy hả? Vậy đó cho nó chối. Gì mà chối hả? Chối lãng hồ. Lãng hồ. Bây giờ anh nọ anh cấy mình đi. Em đi đâu? Tôi về. Cấy chưa rồi mà về? Chờ ở đây đặng nghe nói người ta tôi khùng hả? Thôi mà, kỳ quá à. Mà em về chi sớm vậy chứ? Tôi về để hỏi lại lòng mình coi có nên yêu người ta nữa không, hay là đường ai nấy bước. Trời ơi, tôi biết trước thì tôi đâu có hoài công chờ đợi mấy năm trường. Em thiệt là tầm thường ghê ạ. Hồi anh mới yêu anh đâu có gọi tầm. Anh xem tôi là vàng là ngọc, anh gọi tôi là người bán tình chung. Bây giờ tâm tánh anh đã có sự đổi thay, lòng dạ anh đã bắt chi đồ trao trở
nói thẳng một câu là không yêu anh nữa, và xem anh như khách lạ bên đường. Em thiệt là hết nói á, mai chưa thành vợ thành chồng mà còn vậy đó. Trời đất ơi, chừng sắp rồi rồi, ai chịu đời cho nổi. Hồi anh mới tỏ tình lần thứ nhất với tôi cự tuyệt thì anh đòi tự vẫn. Tôi tội nghiệp nên bằng lòng chấp nhận, yêu vội vàng không tính thiệt son. Vậy rồi anh chạy khoe cùng với cô bác bà con rằng cuối tháng 8 này tôi sẽ cưới cô Tâm làm vợ. Đến hôm nay thì đâu còn chi nữa, tôi với anh đã hết nợ duyên rồi. Tôi về sống một mình tôi, anh có nơi rồi tôi phải lánh xa. Anh đi sống với người ta, tôi về âm phủ làm má không chồng. Thôi tôi đi về nè. Trời đất ơi, nói gì một hơi lãng ồ rồi bỏ đi té té một nước kìa. Em Tâm à, em Tâm. Cô Thúy ơi, mình về được chưa cô? Còn sớm mà anh, chờ nước lớn cho ghe thả trôi về mới thú vị chứ. Anh Nhân à. Dạ. Đêm nay trăng sáng quá. Dạ sáng lắm. Nhìn trăng anh thấy tâm hồn mình thế nào? Dạ tôi thì không thấy gì hết trơn trời á. Mà trăng mà có quần lớn vậy nha, chắc là ngày mai có mưa. Còn anh thấy lá vàng rụng tơi tả đầy khoang thuyền thế kia, anh có thấy lòng mình xao xuyến hay không? Dạ có chứ. À vậy thì anh cũng có tâm hồn thi sĩ đây. Bữa nào mà thiếu củi á nha, mình hốt lá khô mũi nó đỡ lắm á nha. Anh tầm thường quá. Tôi còn tầm thường. Tầm thường là sao cô? Anh không hiểu đâu, nhưng riêng tôi lại mến cái tánh thật thà chất phác của anh. Tôi yêu những tâm hồn mộc mạc quê mùa trống trắng. Cho đến đội nhìn lá rơi anh không thấy lòng xao xuyến. Nhìn ánh trăng trái vàng trên lượng sóng mà anh vẫn không mãi mãi rung động tâm. Sông lao sao vỗ nhẹ dưới quang thuyền, trăng nước miền quê êm đềm thơ mộng, và lòng người cũng bình dị trắng trong. Tôi mến anh trai làng dưới chiếc áo bà ba, màu vải đã bạc phai cùng mưa nắng. Kìa tại sao anh nhìn rồi cúi đầu lẳng lặng, trong khi tôi mới nói chuyện tâm tình. Dạ cô nói chuyện hay quá, tôi nghe hoài mà không biết chán đó. Ở dưới này hồi nào giờ đâu mà có ai nói chuyện hay như cô vậy. Trời ơi, nó hay quá trời quá đất đi. Trời. Trời xanh thẳm nghe trời đêm lạnh lạnh dưới sương mờ, lờ lững sóng khuya xuôi ngược mấy con đò. Tôi bỗng thấy mình như khác lạ, có lẽ mến yêu rồi phong vị đồng quê. Nhìn chàng trai nắng sạm màu da, ngồi sau lái chèo thuyền trên sông vắng. Tôi tưởng như đó là vàng lưu nguyện, đưa nàng tiên về chung hồng đào. Anh Nhân à, anh có hiểu tôi muốn nói gì không anh Nhân? Dạ không. Ủa hiểu chứ. Dạ hiểu. Tôi
Tôi được quen biết với cô đây thì tôi thấy lòng rộn niềm vui như giọt mưa tưới mát những ngày nắng hạ. Con bướm lạc lạc vào thôn già mang theo nhiều hương sắc thần tiên. Nhưng thôi, tôi với cô hãy trở lại xóm thôn, thuyền quay mùi trôi theo con nước lớn. Tôi không sợ trời đêm giá lạnh, chỉ sợ một người đang mong ngóng tôi về. Dạ thưa cô, đến nơi rồi, xin phép được chào cô. Cô lên bến, tôi trở về cuối xóm. Đêm nay trăng sáng trong trời, chắc có một người đang thao thức chờ tôi. Dạ chào cô, mời cô vào nhà uống nước à. Cảm ơn cô. Chà, ở đây gần sông gió mát quá. À, anh Nhân có nhà không cô Tâm? Dạ anh Nhân tôi vừa lên trên xóm à. Xin lỗi, cô đây là bà con sao với anh Nhân? Dạ tôi với anh là bà con chú bác à. Ủa sao bữa trước anh nói với tôi là bà con cô cậu mà? Ý tôi quên. Ờ à, phải rồi à, cô cậu. Thưa cô hỏi thăm có việc gì không à? Có chứ, tôi biết cô là chỗ bà con cực ruột với anh Nhân, nên tôi nhờ cô trao giùm anh ấy bức thư này và nhờ cô nói lại với anh về. Tôi quá bận cho nên không thể chờ anh về nhà, thì nay mai cô trao cho anh cũng được, có việc chi mà gấp vậy. Nhưng cô là em của anh Nhân thì đối với tôi cũng như chị em một nhà. Cô à, có những chuyện lòng mình muốn gặp ai để nói, nhưng giáp mặt rồi thì bỗng ra bối rối quá à. À thôi được rồi, để anh Nhân anh về đây đó, tôi sẽ trao thơ này lại cho ảnh nha. À cảm ơn cô nhé. Dạ tôi xin phép chào cô à. Dạ tôi chúc cô về đêm nay được ngủ ngon. Rồi về rồi. Trời đất ơi, nhà mình mà đưa thơ chứ, thơ gì đây không biết à. Rồi lén nó xé ra coi thử à. Ý trời ơi. Anh Nhân đã được người ta để ý và gửi cho nhau bằng những lời lẽ mến thương. Vì là phần tôi giờ đây đã bị gạt bỏ ngoài lề tình cảm yêu đương, mang thân phận một loài chim lẻ băng. Anh Nhân ơi, tôi biết giờ đây anh đã chê tôi là gái nhà quê chân bùn tay lắm, nên anh đi kiếm mấy cô gái dân mình mà phần mùi hồng. Thôi thì tôi với anh không còn chi tình nghĩa vợ chồng. Mười bữa nữa đến ngày đám đoi, chắc anh không còn thấy mặt tôi đâu. Tôi không thèm những lễ trầu cao, tôi gửi trả lại cho anh những lời thương tiếng nhớ. Anh tìm người khác làm chồng làm vợ, còn tôi với anh kể như đã lỡ duyên rồi. Bác ba ơi, cháu viết thơ này để lại cho bác ba. Cháu đi tìm cái chết cho thành thơi thể xác. Từ ngày cha mẹ cháu mất đi, cháu về đây nương náu với bác.
sống bằng nghề gặt mướn cây thuê. Bác chỉ cho cháu biết từng lẽ thiết điều hơn. Bác dạy cho cháu hiểu tam tùng tứ đức. Nhưng nghĩ lại đời mình vô phước, cháu đành gửi thân theo dòng nước vô tình. Cháu nhớ lại hồi bác làm mãi cháu với anh Nhân, bác nói anh thiệt tha chất phác. Nhưng theo cháu thấy thì nợ duyên trời đã định phận, tuổi tệ tuổi dần không chung sống được đâu. Bác ba, trời đó, cái thằng làm tao hết hồn mày. Mày đâu mới về mày? Trời ơi, vui lắm bác ơi. Cháu trèo ghe, cháu đưa cô Thúy đi dạo mát. Dạo mát hả? Có nghĩa là mày đi du sơn du thủy đó. Vui lắm bác ơi. Vui quá ha, rồi sao nữa? Bác ơi, cô Thúy có nói chuyện. Ôi trời đất ơi, hay lắm bác ơi. Cái miệng có duyên lắm ha, rồi sao nữa? Cô biết ca tân nhạc nữa bác. Cô hát hát Sài Gòn đẹp lắm. Sài Gòn ơi, Sài Gòn ơi. Cái bản nó hay lắm. Trời hay ghê bác ơi. Sài Gòn đẹp lắm, Sài Gòn ơi. Rồi sao nữa? Dạ hết rồi. Hết rồi không? Ý quên, còn. Còn gì? Cô nói lát nữa nè. Cô qua đây cô nghe cháu đờn. Mà trời đất ơi, không biết là ai nói cổ nói cháu biết đờn cò. Hay quá mà. Lát nữa có đờn đó. Mày làm ơn mày đi mượn cái trống tôm về đây đặng đờn đám ma luôn nghe mày. Ủa? Bác nói gì lạ vậy? Chứ mày chưa hay gì sao? Trời cháu hay biết gì đâu. Anh nó không tin nó đi tự giận rồi. Trời đất ơi, sao lại tự giận? Mày đi xuống Hà Bá Thủy Quan mà mày hỏi nó. Bởi vì vừa rồi cô Thúy qua đây kiếm mày mà không gặp. Cổ lại nhẹ con tâm mà nhờ nó trao một bức thơ. Tình. Trao thơ tình cho ai vậy bác ba? Bác ba? Thôi mày à. Không lẽ nó lại trao cho lão già này. Trời ơi mày, nhà cháu của ông cả yện. Gái thị thành mà mày đặt mày làm quen. Trời ơi chết rồi mày ơi. Con tâm nó coi thơ xong, nó liền đổ ghè tương. Nó chạy tuốt ra sông cái, rồi nhảy đùng xuống dưới. Chắc giờ này nó đang lờ đờ lững đững, và uống nước sông một bụng nó cầm. Trời đất ơi, vậy là cổ chết rồi. Bác ơi, bác với con mau mau đi ra mò chở con lên đi bác. Đi bác. Thủng thẳng cái gì gắt dữ vậy mày? Trời ơi, nước chảy như cát, tôi làm sao mà tìm thấy được xác của em Tâm. Tâm ơi là Tâm ơi. Trời ơi, thì dù sao mày cũng xuống đây mày mò phụ kiếm với tao chứ. Mày lo ngầu trên bờ khóc kể hoài sao nhân. Bác ba ơi, bác hãy để cho tôi nhỏ giọt nước mắt tình chung hòa trên đường sống, để mượn dòng nước Trường Giang đắp xây năm mồ ân. Em Tâm ơi, em giận hờn chi rồi em tự quỷ mình. Giữa lúc tuổi em đang hồi xuân tắm, tương lai còn sáng đẹp tựa dân trăng. Trời ơi, có phải đây là bến nước Tương Giang mà người dương thể khóc người chinh xuôi? Con nhạn kêu sương mỏi mòn nơi cuối bãi, để còn nghẹn bờ giờ khóc bản phương trời. Đó, đáng đời mày chưa hãy thấy con gái là tương tước rồi. Rồi bây giờ ngầu đó khóc hay sao? Bác nói với con tương tước gì đâu. Trời ơi, Tâm ơi là Tâm ơi. Trời ơi. Thôi hết rồi những kỷ niệm ngày xưa, mà năm tháng sẽ phai mờ hình bóng cô. Nào những ngày xuân ra đồng cắt cỏ, nào những đêm hè sàn gạo dưới trăng. Những ngỡ duyên mình sẽ bền vững trăm năm, nào hai đâu câu phụ nửa đường gãy gánh.
hết nợ, hết duyên, hết hoa, hết mộng, hết cùng nhau tiếng hẹn câu hò. Em Tâm ơi, giận hờn anh sao mà em chịu chết trên khô, chết dưới nước thì làm sao anh xây mồ xây mà. Nghiến răng dặm cắn kêu trời, em thác đi rồi anh sống với ai đây. Nhân ơi, Nhân ơi, Nhân ơi, lại đi Nhân ơi. Gặp rồi. Hả? Tao bắt một gặp rồi hết bác ba. Ừ. Đem lên lẹ đi, mau sốc nước, mau. Tao nói không được. Ủa sao vậy? Nó không chịu lên. Ủa? Nó ngồi trong ngóc trong bụi ô rô đây chứ chết chóc gì mà sốc nước. Trời đất ơi. Tao nói nó giận mày nên nó tính nó quỷ mình. Nhưng tao không về nó lội giỏi quá tay. Nó nhảy xuống nước hồi lâu cái rồi nó nổi phình. Bị gió lạnh nó rung như là phát rét. Vừa thấy mày nó chung tuốt vô bụi ô rô. Tao biểu nó lên nó không chịu lên. Mày có giỏi thì lội xuống đây điều đình. Được rồi, để cháu xuống liền. Em Tâm. Trời, anh khóc à? Anh mà cũng biết khóc nữa sao? Em làm như một mình em biết khóc vậy á. Thôi, nghe lời anh lội lên bờ rửa chân rửa cẳng cho sạch sẽ đi. Để người ta thấy người ta cười chết. Ai đâu thấy. Dạ, dạ tôi thấy. Nhưng mà tôi không dám cười anh chị đâu. Không cười, chứ cô đến đây làm chi vậy? Tôi đến đây để chúc cho anh chị được bền duyên tơ tóc và yêu nhau cho đến khi biển cạn nuông mòn. Sáng mai đây tôi sẽ trở lại Sài Gòn, chị sẽ yên tâm được bảo toàn hạnh phúc, không sợ có người chiếm đoạt tình yêu. Một chuyến về quê kỷ niệm có bấy nhiêu, người yêu của chị vẫn còn là của chị. Tôi xin chúc cho rể hiền dâu thảo sẽ yêu nhau mang kiếp trọn đời. Dạ cảm ơn cô Thúy nhiều lắm. Em Tâm, em nói vài lời cảm ơn cô Thúy đi em. Đi đi. Trời sao không chịu nói? Trời không nói đứng nó hoài vậy. Nói đi em. Cô Thúy ơi, nhìn thấy mối tình quê của hai đứa chúng tôi, chắc là cô cũng không nỡ chê cười. Nhưng tôi sợ tình duyên tôi tan tác khi rã rời, bởi tôi là kẻ quê mùa ít đi học, còn cô là người chữ dối dân hay. Tôi là kẻ quê mùa mặt nắng tay cháy, còn cô là người thành thị môi son má phấn. Tôi sợ rằng chuông già đồng điếu chuông kêu, cô già lời nói anh siêu tấm lòng. Sớm tôi lên đường về thành đô Bùi Cát, xin chúc cho đôi tình trọn đời sống bên nhau. Đợi chờ một mùa sao tình người còn bền lâu, cô ghé qua nơi này để nghe có hát xuân đây. Như ánh trăng đêm rằm dịu dàng soi đò xuống, như gió thu êm đềm từng lời hát. Đời là một dân thơ, đời là một bài ca, ôi nước non giang hòa, tình yêu thương sẽ không nhòa. Một mối tình quê đẹp như hoa bướm và mến mang như trăng sáng đêm rằm. Có vậy mai cô lên đường được hưởng lộ bình an, nếu có vậy
dịp tôi sẽ lên Sài Gòn thăm cô Thúy. Sáng mai giả biệt nhau rồi, xin chúc hai người loan phận hòa minh. Còn đêm nay ta với mình đi vào tình yêu, để nhung nhớ đến trong muôn chiều, mai một ngày cuộc đời quạnh hiu. Xa nhau xin nhớ ngày ban đầu sao xuyến, xin nhớ người mong chờ tìm, xin nhớ đêm khi tổ quốc kêu lên tiếng sầu, đâu thiếu gì cần biệt ly nhau. Ra đi mang bóng hình của người con gái, trong bóng hình núi rộng sông dài, hai mến yêu gánh mỗi hình. Giữa cánh tay anh dung nhan mười sáu, trong cánh tay em một thiên đàng tơ và nhát hạnh phúc là đây an lạc ở nơi này. Tất cả cho em trọn niềm tâm sự với tình cảm nó đây. Rồi mai rồi mốt việc ly, một người rót rượu tiễn người đi xa. Tâm sự chúng mình trúc càng đêm nay, bọt rượu chia ly làm lưỡi môi cay xé. Gần nhau còn một đêm nay, giao kỷ niệm cho dài nhớ thương, mai này nhạc vẫn phai hương. Trái sầu rụng xám, thiên đường bụi xanh. Kẻ ra đi kể cho người ở lại thích, dòng phố là bài học thiên thu về lòng chung thủy của con khi người. Mơ ước nhỏ nhoi của vợ chồng cô thì là được gần nhau và yêu mến trọn đời. Dù dấu biển cuộc đời làm ngăn cách, vẫn đợi vẫn chờ một giả thủy chung. Tô thị đợi chồng qua đá trên non, thắm lòng kinh liệt nắng mưa không dời đổi. Em sẽ nói gương người xưa học làm liệt phụ, trọn một đời vẹn dư sầu thối thầm. Ai thương mai cạp ngập mừng mừng tôi hứng hứng, gió reo mà vui cuộc mà tương phụng mà quán ta. Anh ơi đời đang nghẹn chia phôi, mà anh lại ước mơ niềm vui tương ngộ. Rồi đây ngày tháng chờ mong thương nhớ, em là xuân nữ dòng phu biển biết bốn phương.
dân lượt trường tóc rối đào tăng sự tới bời. Hồng nhãn cách xa má hồng thôi trang điểm đời văn anh rồi ai điểm trang. Những giọt tình thơm mướt mặn đêm đêm, lời nghẹn tiếng đưa làm mềm kỷ niệm. Anh bước chân đi đêm đêm em, anh thầm cầu nguyện cho kẻ ra đi còn trở lại vui thanh bình. Thử coi yêu nhau là sao chị Phương Dĩ? Làm sao
cho chị mượn anh Thế Phương á. Trời đất, người ta mà cho mượn làm như tôi là cái khăn cái nón gì đó. Ấy, vậy mà được. Đó, bây giờ chị Loan nghe theo lời bà thầy nha. Bước tới nắm tay anh Thế Phương. Trời, nắm tay anh Thế Phương. Ôi đi, kỳ quá à. Ấy, vậy mà ta biểu nắm. Nắm, nắm, rồi. Thôi đã tới. Rồi, bây giờ bắt đầu nói đi. Nói gì bây giờ? Ai biết gì đâu nói. Thì chỉ cứ nói những lời yêu đương với chuyện lòng thương nhớ đợi chờ. Rồi, vậy là yêu sao? Nhưng tôi nói những tiếng đó không quen. Em Phương Dĩ à, em thật là rắn mắt à. Em báo hại anh cũng thấy kỳ kỳ muốn chết. Thôi em đi về, anh chỉ ở đó tâm tình với nhau. Thôi em về à nha. Chị Thúy Loan, chị. Rồi, chị mắc cỡ chị bỏ đi rồi đó. Em Phượng Dĩ, em hẹn anh ra đây có chuyện gì để nói không em? Hồi sáng này nè, em gặp anh Đại Hùng. Anh hai của anh, anh ấy có nói gì với em không? Anh Đại Hùng anh nên yêu em. Trời đất. Và anh quyết chiếm em cho kỳ được. Như vậy rồi em tính sao? Thì em trả lời với anh là em nói yêu. Yêu ai? Em nói yêu anh mà. Cái đó là được. Trời ơi, em thiết tưởng là anh đã đoán được câu trả lời của em rồi chứ. Vì hai ta đã yêu nhau với nhiều kỷ niệm, với những đêm tình bên bờ suối mộng. Vì thế nên anh khuyên em hãy yên lòng, đừng lo nghĩ biến vọng. Dù cho gặp biết bao nhiêu là cảnh khó khăn, anh quyết giữ em ở bên mình. Anh ơi! Gì đó em? Nhưng sao em vẫn phập phòng lo sợ. Em sợ ai? Em sợ anh nè. Anh thay lòng đổi dạ. Nữa. Tại sao em cứ lo nghĩ bần quơ? Anh nào phải đâu là hạng bưởi bồng. Mắc dịch cái thằng này, bỏ người ta đi mất. Báo hại tôi phải đi tìm mà khắp đầu trên xóm dưới. Tưởng anh đi đâu không về đến đây uống ba tách lưỡi. Dụ dỗ em gái của tôi vậy thì còn chối cãi nữa thôi. Quá rồi, trời đất ơi, quá rồi, không nói gì nổi nữa rồi. Sao ra đây nói chuyện với em gái của tôi mà không cho tôi biết chứ, hả? Dạ thưa anh hai, tại vì em sợ. Sợ cái gì? Dạ sợ anh hai dạy. Dạy cái gì, muốn nói chuyện với ai phải xin phép người ta. À, phải xin phép tao rồi nè. Thưa anh hai. Hả? Thời tội nghiệp em mà anh hai. Tội nghiệp cái gì? Xin phép chi vậy anh hai? À, xin phép tao đặng. Tội nghiệp em mà anh hai chi vậy anh hai? Đặng tao gác đường cho hai người tự do tâm sự. Trời đất ơi, anh ấy điệu quá trời. Tụi này điệu lâu rồi mà ta. Thôi, về nhà chứ, sáng rồi, đi. Giờ ta mới được trông thấy tận mắt thằng Thế Phương và Phượng Dĩ đưa ra đây nói chuyện tâm tình. Được, rồi đây, chức giáo chủ Triều Dương Thần Giáo sẽ về ta, và ta sẽ dùng quyền lực chiếm lại Phượng Dĩ mấy hồi. Đại Hùng, hãy dập tắt đi cuồng vọng, đừng ước mơ chuyện hay lấy sao trời. Kìa Thúy Mai, nàng còn tới đây để làm gì? Để ngăn cản anh làm điều bất chánh. Đừng hy vọng, vì hiện giờ ta là chiếc thuyền đang căng buồm nước sóng, còn nàng chỉ là kẻ lội ngược giữa dòng sông. Đại Hùng, anh nỡ lòng nào để đau khổ cho em rồi đây? Nàng định nhắc tới cái bào thai à? Nàng có thân thì hãy lo liệu lấy thân, còn ta thì ta đã nhất quyết chia lìa nhau, đừng có nhắc chuyện ngày qua. Thật quá anh là con người sợ canh, giọt máu vô tội anh không nhìn nhận. Ta đã nói rồi thì nàng đừng có lắm lời. Chào nàng. Lưu Đại Hùng. Trời ơi, chị Thúy Mai. Thúy Loan, Thúy Loan ơi, chị khổ quá. Chị Thúy Mai, chị hãy để em đuổi theo tên Sở Khanh, buộc hắn phải trả lại cho chị món nợ tiết trinh. Bằng không, em sẽ cướp lấy mạng sống của hắn để bôi xóa hận thù. Không, Thúy Loan. Tại sao chị lại cản ngăn không cho em giết chết tên Sở Khanh liễu già?
trong khi hắn vẫn thản nhiên cười ngạo nghễ dẫm bừa lên sự khổ đau của người chỉ thương sâu. Em ơi mạnh tiếp làm sao sánh được mạng sống của con người, thì ra chỉ vẫn còn thương còn thương, còn nhớ đến mối tình nhục nhã ấy hay sao? Không, chỉ không hề biết thương hay lưu liên làm gì những kỷ niệm buồn đau, nhưng chỉ tin tưởng ở Phật trời. Rồi có một ngày mai, câu chuyện hôm nay được chôn vào trong dĩ vãng. Chị lại binh vực cho hắn, trong khi hắn đã đem khổ sầu trút lên đời chị. Tại sao chị lại nhận chịu hy sinh, một hy sinh vô lý? Không hề hy sinh cho ai cả, mà nếu có hy sinh thì nói đúng hơn là chỉ hy sinh cho con chị sau này. Một giọt máu rơi mà chị mang nặng đã bao ngày. Chị sợ con chị mang tiếng không cha khi mở mắt, nhưng chị quên hiện giờ nó là cái bào thai vô thừa nhận hay sao? Chị ơi thương làm chi để chuốc lấy khổ đau, yêu làm gì cho sầu dương mơ phong. Ai đã đem đau buồn phủ lên cuộc đời qua mộng để lỡ làng duyên kiếp một thời. Thôi, trời đã bình minh, em hãy trở về coi nhà để cho cha đi dự lễ tế thần và tấn phong giáo chủ. Còn chị? Còn chị, chị sẽ đi một nơi thật xa để không còn thấy mặt mọi người. Không, em sẽ báo tin này cho cha biết. Đừng, Thi Loan em. Hoàng hô tân giáo chủ. Hoàng hô. Đây, tôi xin trao chiếc áo giáo chủ và cây kiếm lệnh. Nhân danh giáo chủ Triều Dương Thần Giáo, tôi tuyên bố chính thức chọn Phượng Dĩ làm vợ. Hoàng hô! Hãy tổ chức tiệc vui để mừng giáo chủ. Bày đâu, mang rượu ra đây. Đây, xin mời giáo chủ chung rượu. Cảm ơn, cảm ơn. Kìa, Thế Phương, anh làm sao vậy? Ai, ai hỏi gì tao đó? Trời, sao anh không nhận ra em? Anh sai chăng? Sai. Sai, không, ta có sai bao giờ đâu. Cứ tiếp tục cuộc vui đi. Các người không nghe giáo chủ bảo sao? Cứ vui đi, cứ đàn hát lên đi. Phải rồi, các người đàn hát lên đi. Đàn hát lên đi tưng bừng đêm vui náo nhiệt. Đàn lên đi những cung đàn nức nở như quan, như than, như quốc ngàn căm hờn. Yeah! Tại sao chúng bay không chịu mừng vui khi tao đến, mà lại buồn rầu mặt ngủ mày châu và rưng rưng lệ? Hai chúng bay sợ rằng tao qua kiếp trâu ngựa cho chúng bay. Trời ơi, chồng tôi đã cuồng trí, ai đã làm cho chàng mê loạn thần kinh? Mày nói gì đó? Thôi đi mày, mày đừng có nói nữa. Tao chán lắm rồi cuộc sống thế nhân. Nè, ở đây đi, chúng bay ở lại đây để tao đi tìm một liều thuốc trường sinh. Anh Thế Phương! Giáo chủ! Các ngươi đứng lại! Ngươi định giở trò gì? Sao ngươi không cho chúng ta dò theo dấu của Lưu giáo chủ?
để tìm hiểu tại sao người vừa uống xong chung rượu lại loạn trí cuồng tâm. Dương Thao, người muốn ám chỉ ai? Ta muốn nói những thằng anh bảo tàng bất nghĩa. Thôi đi, hãy cầm ngài lão già to gan, đừng vu vơ lớn tiếng nói càng. Chắc hôm nay lão đã tới số nên mới buông lời lòng ngữ hoa ngôn. Muốn sống thì hãy cầm đi. Ta đâu phải là người quý tử tham sanh, trước mặt mọi người muốn tô giác một thằng anh. Cũng vì nơi tham vọng đê hèn đã gây ra bao cảnh thương tâm. To gan thật. Quân đè lão xuống, đứt mặt lão rồi đuổi ra khỏi đỉnh Thiên Sơn. Trời ơi, tôi không đủ can đảm chứng kiến cảnh ghê khiếp này nữa. Tôi phải đi tìm anh Thế Phương. Nàng tìm Thế Phương vô ích. Tại sao vậy? Giờ này có lẽ nó đã nằm yên dưới lòng vực thẳm, hay đã làm mồi cho hổ đói rồi. Ta sẽ thay Thế Phương làm chồng nàng và lên ngôi giao chủ. À, thì ra ông lại tính chuyện loạn luân. Không, không, tôi phải đi tìm anh Thế Phương. Đứng lại. Phượng Dĩ, Phượng Dĩ ơi, ta có thể vì nàng mà trở thành con cù non ngoan ngoãn, nhưng cũng có thể vì nàng mà trở thành kẻ sát nhân. Hãy lại đây với ta, hãy quên đi một xác chết đã im hơi lặng tiếng, mà giờ đây chỉ còn là một bóng ma vất vưởng tận phương trời. Ta đã yêu ai bởi khoe mắt vui cười, ta có thể dẫm lên ngàn xác chết để được cùng nàng gần gũi phút giây thôi. Ôi ta sai rồi, dốc dáng một mỹ nhân, ta điên loạn bởi một làn hương da thịt, một quyên rũ lân lân và cùng nhịp đã đưa hồn ta bên đáy huyệt ân tình. Đại hùng, ta không ngờ một kẻ như mi lại có thể tán tận lương tâm chỉ vì một nhan sắc mà bàn tay đẫm máu. Phải, ta có thể vì một nhan sắc mà bàn tay đẫm máu, nhưng ta cũng có thể hạ mình quỳ lý gian cầu nàng ban cho ta một tiếng nói yêu đương. Phượng Dĩ ơi, ta là một con người cũng có khối óc, có con tim, ta đang thèm khát một dung nhan kiều mỹ. Ta muốn uống cạn nguồn ân bể ái như say xưa với men rượu cay nồng. Giờ thì tâm sự của ta chắc nàng đã cảm thông, hãy cho ta nắm trọn bàn tay ngà ngọc. Ta muốn nghe được hơi thở dịu dàng thơm mát, phảng phất bên mình hương vị của yêu. Không, Đại Hùng, mi đừng đến gần ta, ta sợ lắm. Ta có phải là một xác chết như Thế Phương đâu mà nàng sợ. Lại đây. Đại Hùng. Kìa, Thúy Mai. Phải, anh bảo Phượng Dĩ hãy quên đi một xác chết đã im hơi lặng tiếng, cũng như anh bỏ lại sau lưng một người con gái đang dậy chết với tình yêu ngây dại và một hoàng máu rơi chưa mở mắt ra đời. Chồng vì bóng sắc của giai nhân, chuyện ngày xưa anh còn nhớ không anh? Bên suối mộng khi hoàng hôn rủ bóng, tay trong tay đôi tâm hồn say sóng, bốn mắt nhìn nhau mà say.
chị đến đây thật là đúng lúc. Có lẽ thần linh đã phò hộ cho em. Phượng Dĩ, nàng đừng tin tưởng vào một kẻ đã bị bỏ rơi. Thúy Mai, nàng còn muốn gì mà đến đây phá hoại giờ phút yên vui của ta với người đẹp chứ? Đại hùng ơi, anh là một con người bằng xương bằng thịt, chớ nào phải là gỗ đá vô tri mà anh chẳng biết rung cảm trước những lời lẽ chân thành của một cô gái đương xuân phải lỡ làng duyên kiếp. Anh đã làm chủ được linh hồn và thể xác rồi, để cho nàng phải rai rứt, cô đừng ôm nỗi thương sầu. Còn tôi là một cô gái đã tàn phai hương sắc, đã trao trọn cuộc đời cho bạn tình chung, nguyện thề trọn kiếp chẳng đổi thay, xa nhau thì đợi một ngày mai tương phùng. Phượng Di, Phượng Di ơi, ta đã muốn nàng là của ta thì dù phải chém phải giết nhưng ta phải là người chiến thắng. Còn Thúy Mai, lần cuối cùng ta khuyên nàng đừng để chúng ta gặp mặt. Không, ta ở đây để cả ngăn hành động tà ác của mi. Chị Phượng Di, chị hãy kiếm đường lẫn trốn ngay đi, có tôi che chở chị không nên chần chờ. Dân, tôi xin lập tức đi ngay, chị em ta có lúc gặp nhau trên đường đời. Chào chị. Khoan, Phương Di. À, Thúy Mai, Thúy Mai, tại nàng mà người đẹp của ta trốn thoát. Giờ thì nàng hãy đi đi, kẻo ta không dung thứ. Không, tôi không đi đâu cả, anh hãy giết tôi đi. Đó là tại nàng muốn chết. Nàng hãy coi đây. Khoan, tôi xin ông hãy dừng ngay những hành vi của hạng người bất chân. Đừng yêu mù, yêu say, yêu cay, yêu đắng, yêu lặng, yêu lầu, yêu tối, yêu tâm, có ngày sẽ chết nhăn răng vì sắc lịch quân thành. Bỏ hết người yêu rồi sao mà đi yêu một cô gái đã có, trong khi người đã cùng ông chia ân sẻ ái thì ông phủ phàng ngoảnh mặt quay lưng nhìn nàng khóc, ông không thấy lòng xe thắt. Nàng khổ đau ông có thương xót hay không, sao nhớ đành là giết đi bản tình chung để cho miệng nghĩ thế ngàn lần thế. Tên này lạ thật, can dự gì tới ngươi mà ngươi xem vào làm rộn. Hãy cút đi, cút đi để khỏi chịu cùng chung một hình phạt. Cút đi. Được rồi, nếu có thể giết thì ông cứ giết tôi đi. Thằng này dễ giết quá mà. Ông cứ lia một gươm, tức thì cái thủ cấp của nó đã giả hự cái cận cổ. Nhưng tôi xin ông làm ơn tha cho người đàn bà đau khổ kia đi, tha cho người ấy nghĩ được khi toàn mạng sống và đứa hài nhi chưa mở mắt chào đời. Đời xưa cho tới đời nay biết bao gương sáng cho người soi chung, biết cả bao nghĩa cử anh hùng, sao ông không học lại học vườn soi là. Tên kia, dạ, chớ nói nhiều lời, hãy đi chút khuất mắt. Không đi đâu hết, ai làm gì tôi chưa biết. À, vậy thì mi phải chết. Gì vậy ơ, bớ người ta ông này ông giết tôi. Bay ơi, bay, bay ơi, chờ tao đi với bay, chờ tao đi với bay ơi. Kìa, anh Thế Phương. Dạ ra, dạ ra. Mày, mày là ai? Tại sao mày không đi chỗ khác? Tại sao mày không trốn tao đi trốn một hung thần? À,
Anh Thế Phương. Gì đó? Anh không nhìn được em sao? Tỉnh lại đi anh. Thế? Anh hết thương em rồi sao? Mày bảo là sao? Mày bảo tao hết thương mày hả? À, không phải đâu mẹ ơi. Tao thương mày lắm. Tôi nhớ mày. Tôi nhớ mày lắm mẹ ơi. Hả? Anh nhớ? Ừ. Thiệt không? Thiệt. Trời ơi, đội ơn thần linh. Nhưng anh nhớ những gì? Hãy nói cho em nghe. Nói cho em nghe đi anh Thế Phương. Tao nhớ ngọn đuốc thiên giữa đền thần sáng to. Nhớ con quỷ già xoa miệng nó cười hớn hở. Tao nói tao nhớ nàng tiên đang đứt nở dưới chân cầu. Tao nhớ mày nè. Mày nhớ tao nữa. Rồi ông trời ông đài cho hai đứa đầu. Nhớ thương tao mày khóc thầm sâu mắt. Nhớ thương mày tao cười suốt canh thâu. Kẻ cười mà người khóc sao đành. Vì tao lại muốn trăng lành quá sao để tao lên tận trời cao giếng cung tiên nữ tao vào thăm cô Hằng. Trời ơi anh Thế Phương. Gì đó? Trời đất ơi, gì mày khóc hoài vậy mày? Nè nè nè, bộ mày nhớ má mày lắm hả? Lại đây, lại đây tao bước dây rừng tao đang giỏng cho mày ngủ nha. Mày không chịu hả? Ờ thì kệ mày chứ. Đồ ngu. Ngu, ngu mà, ngu. Trời ơi, sao ông dường như say ngủ, không rủ lòng thương cho hai kẻ xanh đầu. Ông nỡ gây làm chi những cành đoạn trường, xui ly tan cho một mối tình vừa chớm nở. Giết chết cuộc đời của hai kẻ đang yêu. Thế Phương ơi, em sẽ đợi anh cho đến khi tàn hơi thở. Đóng cửa tim giữ chặt mối tình đầu. Dù phải trải qua bao sóng sầu bể khổ, em cũng nguyện xây lầu yêu trên bể khổ sông sầu. Thế Phương, tỉnh lại đi anh. Tỉnh lại để nói chuyện trăm năm duyên nợ với em. Sao anh cứ nhìn em với đôi mắt đăm đăm, làm cho em thêm bàng hoàng lo sợ. Ê, ê, mày ơi, nè nè nè. Mày làm ơn ở lại đây cho tao có đôi lời nhắn nhủ tận chốn cung nga nha. Mày nói tao hỏi thăm với ổng là mày nói tao hỏi thăm với chủ cụi già. Sao vua mà mấy cài trăng tròn mà mày đêm ha. Giờ tiên nữ vén rèm, dương đôi mắt lanh mà tìm chồng thế gian. Để tao mà làm sợ dâng lên, tao cùng ngốc để tao cầu duyên mà với nàng. Chồng trần tục cưới vợ tiên, ý trời ơi gặp nhau chắc nó sẽ sanh con hai đầu đó mày. Thiệt chứ? Nó quý hơn là vàng nén ngọc châu, quý hơn gấm nhiễu lụa đào trăm anh. Thế Phương, anh nói gì mà em nghe khủng khiếp quá vậy? Cầm, cầm, cầm ngay. Cầm ngay con quỷ mặt rằng. Mày, mày muốn xé thịt tao hả? Được rồi, tao phân thay mày trước. Trước khi mày xé thịt tao. Thế Phương, đừng, anh ơi, đừng làm em sợ. Khốn kiếp, mày dám chạm đến người đẹp của giáo chủ Triều Dương thì mày phải chết. Đại hồn, đại hồn, anh đừng giết chồng tôi. Ê, ê, thằng khốn kiếp, tại sao đương nhiên mày thổi tao một cái đao thống ngọc hoàng? Mày là thằng mất trí, là một gã điên khùng. Đại hồn, ngươi là có cây thần thu xoay làng không chút lương tâm. Thì đâu có, trời đã coi thằng này nó cũng điêu lắm chứ. Được rồi, tao sẽ lấy mày làm vợ. Này bớ cái thằng kia, lại đây với qua. Cầm đi. À, chết tao rồi. Đại hồn, mày là kẻ tan tận lương tâm, đánh đập
một người đã cuồng tâm loạn trí. Thế Phương, anh có sao không? Hả? Hả? Có sao hả? Có sao? Mày có sao? Có sao là sao? Tao đâu có sao? Thế Phương, để mày sống chỉ kéo dài thêm sự đau khổ, chi bằng tao giúp cho linh hồn mày thoát xác. Coi đây! Không! Đại hồn ơi, xin đừng xuống tay gươm, đừng gây thay phơi máu đổ mi, có thể giết chết Thế Phương người em xấu số, chứ không thể hủy diệt được lòng chung thủy của ta đã chôn sâu trong đại mộ ân tình. Chỉ một lần yêu là trọn kiếp dân gian dình, phương dĩ này sẽ là của Thế Phương mãi mãi, từ linh hồn lần đến xác thân. Mi có thể cướp được ngôi giáo chủ cao sang, có thể giết luôn phượng dĩ di Thế Phương một lượt, cũng như mi có thể chiếm đoạt một thể xác vô tri, nhưng mi không ngự trị một linh hồn. Nếu nàng nhất quyết chẳng thuận tình thì mẹ của nàng phải chết. Trời, mẹ của ta hiện giờ ở đâu? Ta đã mạn phép mời về nhà riêng và cho người canh giữ. Quân ta bảo đừng bức bách mẹ ta. Quân, treo cổ bà lão lên ngọn cây. Đừng giết mẹ tôi, tôi bằng lòng ân thuận. Thế Phương, xin anh hãy hiểu giùm em. Nàng đã bằng lòng vậy nàng hãy trở về như ta. Tân Thế Phương kìa, chúng bay đi ở đâu? Hãy đi đi phức cho rồi, còn kêu réo mà làm gì? Bởi tao đây là một kẻ vô can. Trời ơi, ta có còn là một con người nữa hay không?
xa nhau. Đừng khóc cho mi quen sầu, ghi nhé em chuyện vui ban đầu. Đừng để tình ta phai tan mau, lời nguyện xin khắc sâu. Mai nếu hai mình xa nhau, từng bước em đêm ai thiếu, em khóc ai dành dỗ nuông chiều, và ai sẽ thở cho em yêu trong đêm buồn quanh. Mốt nọ mai kia nếu chẳng còn khi đưa đẩy cho nhau, thiên đường hạnh phúc buồn khổ chẳng em thương nhớ không nào. Tật nguyện anh trở lại, lỡ cười lỡ khóc kết lương duyên. Có thể lắm anh ơi, em sợ anh bỏ rơi em vào nơi gió cát, nên càng siết chặt không buông hạnh phúc yên hình. Vừa sợ vừa yêu là tâm trạng chung của lứa tuổi mình. Trong tuyệt vọng chỉ xin trời đất đừng cho loài người tức tới lúc yêu nhau. Xin nước mắt ngừng rơi trong cõi sông, xin nụ cười mãi mãi nở trên môi. Xin phối sạch gấm nhung trang hoàng nhan sắc, quên sao được những phen cùng xây tình sự giữa đêm.
Sài Gòn ngọn xanh ngọn đỏ, hai đứa mình nghèo lội bộ đến thăm nhau. Trời ngoài ô sáng mưa chiều nắng, em trốn trong cánh tay anh thay nón thay dừa, đóng chặt khuê phòng khi giăng anh giữ thôn hơi thở. Làm người giống phụ
không phụ anh thì cũng phụ người ta. Nói làm sao cho hết nỗi xót xa, bắt đầu làm vợ em bắt đầu thất tiếc, dẫu nhớ cũng phải quên thôi đành vĩnh biệt. Sống chẳng trọn tình cũng trọn đạo với người ta. Sầu chưa quen mi, đôi ta cùng mơ ngày sau, mình chẳng mong sang giàu, chỉ cần hai đứa bên nhau, chỉ cần hai đứa yêu nhau. Giờ thì cũng yêu mà yêu với chồng, lòng chết theo rượu nồng pháo cưới. Thôi hết rồi, em đã về vui với người, xa nhau muôn đời. Buồn này dẫm nát thương mình, ác lòng chia biệt dầu có nhớ hay quên, đời cũng chẳng vui gì. Em khoác áo dù quy là đôi ta đành lối hẹn thề, mơ ước mong manh được bên nhau trọn kiếp. Đã rồi ngày tháng ngồi chia xa, vừa bước chân lên chiếc xe qua là sông biển đã bắt đầu ngăn cách. Anh dội trông theo dần bụi lóc mà tâm tư nghe như tan dùng âm thầm. Lòng em đang dở dùng giả từ kỷ niệm em sang sông. Còn gì để gửi trao nhau trong giờ tương biệt, tâm sự tôi bời mắt lệ đông đầy ngàn vạn lời thương nhớ buổi chia phôi. Thôi hết rồi, em đã thật sự xa xôi, ngày tháng tới còn gì mong đợi nữa. Tiếng pháo vô quy bắt đầu rền rĩ nổ, anh ngơ ngẩn trông theo em sanh bước khi bên chồng. Chia tay lẻ lối tương phùng, xe lăn từng lúc vui hồng càng xa. Em về làm vợ người ta, mình bên bờ sông thương. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
mình sẽ ruột thân phát hao mòn cho tâm trí được lớn. Thank you.
bước anh đi qua nhịp cầu. Vườn hoa thơm ngát lúa hoa câu, em dành ngày về thăm nhau. Cầu tre em chắc núi gian lao cho mình đừng phụ lòng nhau. Cầu tre gầy gò kia bước nhà em xin ngụm nước mưa thơm ngọt ý tương phùng. Nước sông xanh giữa tay cao mà sao anh nghe sóng dậy muôn trùng. Anh liên tiếc uống từng ngụm nhỏ cho nước tắm lòng làm mát cả tâm can. Tóc phất phơ che ngang nửa mặt, điểm trang duyên cho môi mai ửng hồng. Hoa cao trong vườn theo gió thoảng đưa hương, hương nước mưa qua mùi hương tóc rối. Ngày chàng
giờ con biết nắng nốt từng ngón tay gầy như những nhịp cầu tre lắc lèo. Lòng thầm dặn lòng sẽ trọn đời nối tiếp ba yêu thương. Nước mắt em rơi tô thắm máu quê hương, nhỏ lên đất mẹ nhọc nhằn đau khổ. Lòng tiếc thật đem trui trong lửa đỏ nghĩ làm gì cái mong manh của một cuộc tình buồn. Em đã dám học người xưa làm tráng liệt phụ, anh há chẳng dám làm một tráng sĩ ngang. Mùa gom rượu tiếng chưa tàn, chỉ ngang ngọn giáo vào ngàn hang. Sương nắng biên thuyền
đồng để có gào lên những tiếng bi thương cho lệ tháp tuôn tràn. Nửa bản tình ca đã lỡ mấy cung đàn, ta muốn gầm thét lên cho đất trời tan vỡ, xé mây mờ hỏi thử đấng cao xanh. Trận cuồng phong tan tác yến quanh, bông hoa thắm cũng xa cành ra canh, để ta mãi mãi ngâm câu trường hân, và ngày đêm khay tường bóng thương hình. Thái chân ơi, nàng chết rồi là ngọc nát vàng phai, ta chiếm lấy cơ đồ mong để lại cho ai, sao nàng dối ra đi không trở lại. Vàng tiên tông gió câu mờ biên ải, khói mây chiều như nhuộm nét thê lương, nhất biệt khóc thành thiên cố hận, dân vũ du sơn uống đoan trường. Thái chân ơi, kể từ này dính cách ngàn thu thiên trường hận, ngàn năm còn tức tươi thân hoa liệm dưới quang mồ, một mảnh cơ đồ ta để lại ai đây. Vùng cao nguyên đất đỏ, trời lạnh với sương mù, vẫn bay mà lòng anh vẫn say, dệt tổ trong rừng sâu khi bên suối vắng đêm thâu. Gặp anh trong phút này là mừng trong phút này, khi chiến tranh còn gây thêm máu lửa thì mong mơ xin cha hết cho đời. Quê hương này còn mãi mãi nhớ anh. Em đến thăm tôi vùng trời cao nguyên, chiều nay mây chỉ xuống tấp trắng nhỏ cô đơn, tóc xóa buông lời như gió quyện mang trời. Em còn ở từ xa mà niềm vui đã đến đây rồi, em đến đây núi rừng như rực sáng mới ngả bóng chiều, mà đầy trời sao thấp qua như đăng. Giữa tiền đồn gió lạnh sương giăng, em hiện đến cả trời thơm ấm mồng. Cơn gió nào cũng chợt đông đông xuân, nghiêng đôi cánh mơ mang tà áo mộng. Thank you.
đó bụi mờ quanh gót chân mòn trên núi cao, khi đêm đêm súng căm hờn vẫn đổi trao. Anh vẫn đi đi giết thù, anh vẫn mong tìm ngày vui cho chúng mình. Ngoài kia sương xuống lạnh, tình càng thiết tha nhiều. Ta cố vui vì mai xa cách rồi, dù thời gian chẳng có sẽ qua mày, những đêm này còn ghi mãi lòng nhau. Dù thời gian chẳng có sẽ qua mày, chuyện ban đầu của hai người
quán thù xưa, cho đến ngàn năm khó mong phải nhòa. Anh hỡi còn chi nước mắt trào mi, trăng nước biệt ly, thôi nhé từ đây, thôi nhé từ đây. Một đêm tao cô chủ quán đâu rồi cả? Sao không ra tiếp khách? Dạ, kính lão ông, có lẽ lão ông chờ đợi ai nên ngồi lặng lẽ giữa khuya bên cốc rượu. Còn tiểu thơ chờ đợi ai mà quách khoải giữa cánh chày, khi bên trời sao khuya thưa thớt và bóng trăng đã mòn mỏi ngủ yên. Tôi chờ đợi một người đã hẹn cùng tôi nơi quán gió, nhưng đến bây giờ người ấy vẫn ở nơi đâu? Tiểu thơ định gặp người ấy để mà làm chi? Để từ ta một đêm nay, vì mai vì mốt sẽ không bao giờ gặp nữa. Hoàng tiểu thơ, tại sao? Tại vì tôi sẽ lên xe qua. Thôi Tiểu thơ hãy về đi, vì người khách ấy sẽ không bao giờ đến nữa. Nhưng ông là ai mà biết được cuộc hẹn hò nơi quán gió? Hay ông đây là... Dạ không, tôi chỉ là một kẻ đưa tin đến khoảnh khắc rồi ra đi dối già. Tôi sẽ ra đi như một lữ hành cô đơn sầu tư nơi quán là giữa đêm. Xin thay mặt kẻ ra đi để tự tả đôi lời, thì tiểu thơ hãy tạm xem tôi như người trong cuộc để cho lời nói tôi được xúc cảm thêm lên. Đó là một giấc mơ vô cùng huyền diệu của những người đối mặt với ly tăng. Trăng nửa khuya như sắp sửa hậu tàn, còn rơi rớt lại chút âm thừa đưa tiền. Ông ơi, ông chỉ là người thay mặt chia ly mà tại sao cũng rạc rào xúc động. Trời ơi, nếu có mặt người ấy ở nơi đây, chắc là cả hai sẽ chết mất. Vậy thì tiểu thơ hãy tạm xem tôi như người trong cuộc để cho cùng nhạc chia ly cũng thêm đứt đoạn tim tơ sầu. Để cho kẻ ra đi ôm trọn giấc mơ đầu, hầu làm món hành trang sau cuối của đoạn đường chưa biết sẽ về đâu. Rồi sáng dậy thấy mình trơ trọi trên dăm ngàn lấp kính bụi đường xa, ngoảnh mắt lại chỉ còn sương và gió đang đuổi xô nhau về một phía trời xa. Ông ơi, có một đêm nào ông gặp lại người khách ấy thì ông cứ nói rằng tôi đã chết từ lâu. Tiểu thơ ơi, tôi đã đóng trọn vai trò người khách ấy, vì đêm này là đêm tối của chia ly, người ở lại sẽ bước lần lên kiệu cưới, còn kẻ ra đi thì mờ quanh bước chân xa. Đó là nỗi niềm tâm sự thiết tha tôi xin gửi lại cho nàng vĩnh viễn. Xin hãy nhìn nhau bằng nỗi lòng đưa tiền, nhìn nhau bằng nước mắt chảy viền mi. Rồi mai đây đôi ngà đã chia ly, tôi với em sẽ không gần nhau nữa. Một đêm này
gặp gỡ nữa mà làm chi, vì lần chia tay là vĩnh biệt nhau rồi. Ông chỉ là người thay mặt, mà tại sao nước mắt cũng rưng rưng? Hay ông đây là người trong cuộc, dối gạt tôi để thầm lặng ra đi? Không, tôi chỉ là... Kìa, sao ông ngập ngừng không nói, và nhìn tôi bằng đôi mắt ưu tư? Hãy nói đi ông, nói nữa đi, để rồi tôi sẽ không bao giờ nghe ai nói. Hoàng Thuy Linh! Trời, Cam Trường Hân! Hoàng Thuy Linh ơi, còn gì nữa? Không, em sẽ trốn theo anh dù đốc biển chân trần. Không được đâu em. Tại sao vậy anh? Vì ngoài kia gươm giáo 8,000 giáp vệ đang sẵn sàng chờ Linh. Thế mà nơi đây anh đã lộ nguyên hình. Nếu Linh còn muốn giữ chút kỷ niệm buổi ban sơ, xin hãy đợi chờ gặp nhau trong mộng mị. Duyên trong mộng bây giờ thôi chờ thôi đợi, chăn gối đêm vắng cô quanh một mình nghe lòng thêm lạnh. Cuộc đời mang nhiều ly hận, thôi đành nói câu gia từ. Lòng ta nghe oán hờn bạc đào. Ôi trớ trêu duyên nợ ai người thương ta, lấy tình ngắt tràn xe quá bước đi coi lòng xót xa. Thôi đừng bận lòng nhau chi, để hai neo đường cách chia gió sương cam phần phiêu bạc. Người ơi nàng chờ phút giây để tôi trao cạn tâm sự. Còn chi nói lời ái ân, thuyền duyên nợ đã âm thầm sang sông. Hận ơi một dòng sông không thể chia đôi trời bến hạ, thì tại sao hai kẻ yêu nhau lại đổi ngã chia liền? Đã trót yêu nhau thì phải yêu cho đến trọn đời. Đừng bắt nửa chừng gãy đổ, đừng chia lìa mỗi đứa một phương xa. Rồi những đêm đông sương phủ nhạt nhòa, người cô nữ nửa đêm chợt dậy đối diện với cảnh khuya tàn lụng, mà nghe tâm tư nát vụn nỗi thương chờ. Linh ơi, số mạng đang bài không thể kéo dài thêm giây phút. Dù trước dù sao cũng đành chia biệt anh và em, không thể kết chung đôi. Hân Linh, Hân ơi, anh có biết hiện giờ nơi phía hậu dinh đèn hoa đăng rực sáng, người ta đang bàn bạc về một cuộc hôn nhân. Người ta định bắt Linh phải xa Hân từ đây và mãi mãi. Nhưng Hận ơi, lòng của Linh lúc nào cũng vậy, yêu một lần và yêu mãi mà thôi. Họ có thể chia dòng sông ra làm hai ngả, chứ không thể bắt Linh đừng yêu Hận trọn đời. Nửa đêm nay Linh trốn khỏi quê phòng, làm cho cả Hàng Châu rộn ràng báo động. Nhưng Linh không cần gì nữa cả, mà Linh chỉ cần gặp Hận một lần cuối này thôi. Hoàng Thuy Linh, Cam Trường Hân.